Trường Trung học cơ sở Chu Văn An có truyền thống dạy tốt học giỏi, có được lòng tin từ các bậc cha mẹ học sinh nên thu hút được nhiều học sinh trong các kỳ tuyển sinh hàng năm. Đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, có sự kế thừa giữa các thế hệ. Nhà trường lại luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ phía lãnh đạo các cấp, cũng như sự đồng thuận, phối hợp của cha mẹ học sinh đến mọi mặt hoạt động của nhà trường. Năm học 2016-2017 vừa qua, với những cố gắng của các thầy cô giáo và học sinh, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã đạt được thành tích vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là học sinh khối 9. Có 21 học sinh đủ điều kiện vào thẳng các trường trung học phổ thông, trên 90% học sinh đủ điểm đỗ vào các trường công lập, trong đó 17% học sinh đỗ các trường chuyên. Đây là kết quả của một quá trình phấn đấu học tập và rèn luyện trong suốt 4 năm, với sự tận tình dạy dỗ của các thầy cô giáo và sự chăm sóc động viên của cha mẹ ông bà. Những thành tích nổi bật ấy thêm một lần nữa khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường. Chất lượng và hiệu quả các giờ dạy ngày một nâng cao, việc thực hiện các quy chế chuyên môn qua việc thực hiện kỷ cương, nề nếp dạy học, qua trách nhiệm và tình thương của các thầy cô giáo đối với học sinh và biểu hiện ở kết quả giáo dục của nhà trường được nâng cao ở cả diện đại trà và mũi nhọn. Số lượng học sinh yếu kém giảm, nề nếp học sinh ngày một tốt, không còn có những học sinh cá biệt, không xảy ra vụ việc lớn nào trong suốt năm học. Nhận thức của học sinh về an toàn giao thông, về giữ gìn tài sản của nhà trường, về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trong và ngoài trường được nâng cao. Các phong trào như thi viết thư UPU, bảo vệ động vật hoang dã, thi vẽ tranh, thi thể dục thể thao, các hội thi văn nghệ, các giải đá bóng, lễ hội tiếng Anh, lễ hội tiếng Nhật, hoạt động của khối 9 như kỷ yếu, lễ trưởng thành và nhiều hoạt động ngoại khóa khác được nhà trường và các đoàn thể quan tâm nên đã diễn ra rất hiệu quả, tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh để thông qua đó giáo dục toàn diện học sinh, đồng thời góp phần tạo nên uy tín của nhà trường. Về cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư sửa chữa và trang bị mới nhiều hạng mục. Nhà trường cũng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, các phòng học được trang bị máy chiếu, nhiều lớp đề nghị được tự trang bị các thiết bị khác. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp nhận dự án xây dựng toàn diện tại địa chỉ 17 Thụy Khuê để có được một hệ thống cơ sở vật chất mới, đáp ứng toàn diện và đầy đủ nhu cầu dạy và học trong thời đại mới.
nhà trường vẫn duy trì truyền thống về các hoạt động từ thiện, giáo dục cho học sinh lòng nhân hậu, biết quan tâm chia sẻ trong cộng đồng. Quỹ từ thiện mang tên Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An đã mang những món quà đến những trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn lũ quét ở huyện Mộc Châu, huyện Ba Vì, xã Hạnh Sơn, tỉnh Yên Bái và ngay cả những hộ khó khăn trên địa bàn phường Thụy Khuê. Cùng với không khí đổi mới chung của toàn ngành giáo dục, thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An bước vào năm học 2017-2018 với quyết tâm cao. Ở đó, nhà trường là một công sở văn minh với phong cách làm việc chuyên nghiệp, một môi trường làm việc an toàn, thân thiện với sự đoàn kết và thân ái, một môi trường giáo dục mà mỗi thầy giáo, mỗi đồng chí cán bộ nhân viên và mỗi em học sinh đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.